Bây giờ đã là 9 giờ các bạn, chúng ta sẽ bắt đầu với cái buổi học ngày hôm nay các bạn nha. Rồi chúng ta sẽ bắt đầu học các bạn. Thì ở cái buổi hôm trước thì chúng ta đã hoàn thành Unit 21 các bạn nha. Thì bây giờ chúng ta sẽ làm phần review 7 nữa các bạn. Rồi thầy chào Lê Phương Anh nha. Rồi thầy chào tất cả các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ học các bạn. Rồi bây giờ các bạn làm với thầy phần này nha. Đây chính là phần work form này các bạn. Đây chính là phần work form của đề thi. Rồi chúng ta có cái tiêu đề là từ một ngôn ngữ này tới một ngôn ngữ khác này các bạn. Các bạn chú ý tới cái này nha. Bởi vì cái tiêu đề này sẽ giúp cho các bạn hiểu được sơ qua cái bài của chúng ta. Và từ đó thì giúp các bạn làm tốt hơn. Rồi. Thì tìm kiếm các bạn, tìm kiếm một cái gì đó chính xác nè. Từ một ngôn ngữ này tới một cái ngôn ngữ khác thì không luôn luôn dễ dàng. Và công việc của một cái interpreter là trước đó cái ngày hôm qua các bạn là thầy đã hướng dẫn cho các bạn interpreter có nghĩa là thông dịch viên nha. Rồi, có thể gì đó. Thì câu số 1 các bạn sẽ cần một cái danh từ. Ở đây các bạn có cái từ accurate này các bạn, nó là tính từ nha. Rồi bạn sẽ cần một danh từ. Ở đây bạn sẽ cần một cái danh từ là translation. Rồi, tìm kiếm một cái sự dịch các bạn, một cái sự dịch từ một ngôn ngữ này tới một ngôn ngữ khác thì không luôn luôn dễ dàng và công việc của một cái phiên dịch viên có thể rất là gì đó nè các bạn. Ở đây bạn phải sử dụng một cái tính từ nha. Rồi, thầy xin chúc mừng bạn nào translation. Rồi, thầy xin chúc mừng bạn Thư Môn nè, Phạm Hội, Clara Phương. Rồi. Câu số 2, bạn phải điền một cái tính từ và Nguyễn Thảo nha. Ở đây chúng ta có cái từ pre là các bạn. Dict nè. Rồi, predict, turbo, bản thân nó là một cái tính từ các bạn. Rồi. Tuy nhiên theo nghĩa của câu này, bạn phải sử dụng một cái tính từ mang nghĩa phủ định nha. Rồi, ở đây bạn phải sử dụng là unpredictable, là không có đoán được, bởi vì theo nghĩa của câu các bạn. Và công việc của một thông dịch viên thì có thể là không thể nào mà đoán được các bạn, bởi vì lúc đó gặp những cái cụm từ khó quá, không thể làm được, ý là vậy các bạn. Nhiều cái gì đó các bạn trong một ngôn ngữ thì không có làm việc, không có ý nghĩa trong một cái ngôn ngữ khác và cố gắng để mà đưa ra một cái ý tưởng tốt của cái mà một cái gì đó là các bạn muốn để nói là một điều rất là khó nha. Rồi, ở đây thì câu số 3 này bạn nào điền bạn phải nhạy cảm câu số 3 nha. Rồi, như đã thầy đã nói rằng bạn phải phân tích đó các bạn. Ở đây các bạn có cái từ don't work các bạn. Rồi, ở đây nó là số nhiều nha. Bạn điền cái gì ở chỗ này thì bạn phải điền số nhiều. Ở đây nhiều cái expression các bạn. Chúng ta có cái từ expression là cái cách nói các bạn nha. Rồi, là cái cách nói. Nhiều cái cách nói trong một ngôn ngữ này thì không có tương đồng trong một cái ngôn ngữ khác. Và cố gắng để đưa ra một cái ý tưởng của một cái gì đó này các bạn. Muốn để nói là một điều khó khăn. Thì câu số 4 này của một cái gì đó muốn nói các bạn, của một người nói nha. Rồi, của một người nói. Các bạn lưu ý cho thầy cái từ speaker này cũng có nghĩa là cái loa các bạn nha. Rồi, thầy xin chúc mừng bạn nào mà expression có S nha. Rồi, bạn Hồ Thảo nè. Bạn Hiền Nguyễn nha. Rồi, bạn nào có S thì đúng. Rồi, Hồ Thảo đúng câu câu trước đó nha. Rồi. Chúng ta sẽ qua chỗ tiếp theo các bạn. Là cái điều quan trọng nhất là rằng không có cái gì đó bị mất các bạn. Ý nói là không có cái gì đó bị thiếu nha. Rồi. Có thể chúng ta không hiểu nhưng mà chúng ta cố gắng diễn tả làm sao cho đủ ý các bạn. Ý là vậy nha. Thì câu số 5. Người ta cho các bạn là cái từ inform này các bạn. Ở đây bạn sẽ dùng là
một cái danh từ các bạn nha. Bởi vì chúng ta có no cộng danh từ là information. Rồi, không có cái thông tin nào mà bị thất lạc nè các bạn. Rồi, hôm qua thầy đã nói với các bạn là cái từ interpreter với cái từ translator các bạn. Hai từ này cũng là thông dịch viên. Nhưng một cái là thông thiên về phiên dịch lời nói các bạn. Interpreter là thiên về thông dịch lời nói nha. Còn translator là thiên về bản dịch sách báo. Thì cái người phiên dịch viên phải có cái gì đó hoàn toàn các bạn. Thì ở đây câu số 6 nè. Các bạn có cái từ complete các bạn là một cái tính từ. Rồi. Thì chỗ câu số 6 này bạn sẽ dùng một cái danh từ nha. Và bạn nào mà học cái phần lý thuyết ở cái tờ đầu tiên của cái unit 21 các bạn, bạn sẽ biết rằng danh từ của cái từ certain. Rồi, là certainty các bạn nha. Rồi, certainty. Bạn phải có một cái sự chắc chắn hoàn toàn rằng là họ hiểu cái thông điệp. Rồi, họ hiểu cái thông điệp và cái ngôn ngữ gì đó của họ nè phải rất là tốt. Thầy xin chúc mừng rất nhiều bạn chọn certainty nha. Rồi bạn Park nè, bạn Nguyễn Thảo, bạn Hiền Nguyễn, Nguyễn Linh, Phạm Hợi nha, rồi Phạm Viết Huy, rồi Lê Minh Trí nè, rồi Clara Phương, Nguyễn Linh. Câu tiếp theo các bạn, thì câu số 7 này, bạn có cái từ language nha. Rồi ở đây, bạn có cái từ language các bạn. Rồi ở đây, chỗ này rất nhiều bạn hay sai các bạn. Ở đây người ta cho các bạn cái từ speak nè. Rồi, chỗ đây rất nhiều bạn sẽ sai câu số 7 này. Thầy tin chắc là vậy luôn. Bạn cứ chọn là speaking là sẽ sai nha. Rồi, chúng ta có spoken. Rồi, spoken các bạn. Rồi, spoken language là ngôn ngữ nói nha. Rồi, bạn nào chọn cái từ spoken sẽ đúng nha. Và tuyệt đối là không có chọn cái từ speaking các bạn. Rồi, chúng ta không có chọn cái từ speaking. Nếu có thêm một danh từ nữa thì các bạn có thể xem xét nha. Ví dụ như là English Speaking Test. Ví dụ như trong trường hợp đó thì loại khác các bạn. Rồi. Thầy xin chúc mừng bạn Nguyễn Linh, Nguyễn Thảo. Bây giờ các bạn sẽ qua câu tiếp theo các bạn. Các bạn sẽ qua câu số 8 nha. Là những cái thông dịch viên có thể cung cấp các bạn một cái drill, một cái gì đó cho cái người. Cái người mà nói những cái ngôn ngữ khác nhau. Rồi, thì câu số 8 này các bạn có cái từ real là tính từ. Rồi, sau tính từ bạn sẽ dùng danh từ nha. Và ở đây cái danh từ của chúng ta là có một cái sự kết nối các bạn. Ở đây các bạn sẽ dùng cái từ connection là có một cái sự kết nối thật sự với cái người mà nói những cái ngôn ngữ khác nhau. Họ thì nè các bạn. Rồi, họ thì gì đây gì đó, một cái vai trò quan trọng trong cái gì đó quốc tế. Rồi, thầy xin chúc mừng bạn nào chọn cái từ connection. Rồi, bạn Minh Nguyệt nè, Thiền Nguyễn nha, Nguyễn Thảo, Phạm Viết Huy, Nguyễn Linh, Lara Phương và bạn Cảo nha. Rồi, bạn Park. Thì ở câu số 9 này, một số bạn sẽ dùng cái từ tính từ nha. Rồi, lưu ý cho thầy là chúng ta có động từ to be. Rồi, thì thông thường các bạn sẽ dùng tính từ. Tuy nhiên, câu này nè các bạn, nó có từ on nè. Bạn cứ thấy động từ to be, cái từ chúng ta cần điền và người ta cho các bạn là từ on hoặc là từ the nha. Rồi, thì bạn hãy nghĩ ngay tới chúng ta sẽ dùng một cái trạng từ ở đây các bạn. Rồi, chúng ta sẽ dùng cái từ certainly. Bạn nào dùng trạng từ thầy xin chúc mừng. Rồi, Hiền Nguyễn nè, Nguyễn Thảo nè, bạn Minh Nguyệt. Rồi, bạn Lara Phương, bạn Thái Thụy nha, Viết Huy vân vân và các bạn đã làm trước đó nha. Rồi, thì Linh đúng luôn. Câu số 10 các bạn. Rồi, câu số 10. Câu số 10 bạn sẽ cần một cái danh từ bởi vì các bạn có cái từ international là tính từ các bạn. Ở đây là sự giao tiếp quốc tế nha. Và các bạn có communication các bạn. Ở đây là một cái danh từ. Rồi, thầy xin chúc mừng bạn nào chọn cái từ communication nha. Rồi, bạn Phạm Hội nha. Bạn Lê Minh Trí và một số bạn, rồi bạn Minh Nguyệt nè. Bây giờ chúng ta sẽ qua cái phần tiếp theo các bạn. Rồi chúng ta sẽ qua cái phần này. Ở trong cái phần này
Người ta yêu cầu chúng ta là viết một cái từ các bạn ở trong mỗi chỗ trống. Thì đây chính là phần phrasal verbs nha của đề thi chúng ta. Rồi bạn Hiền Nguyễn nè, Nguyễn Viết Phi, Clara Phương đúng nha. Rồi Nguyễn Linh đúng luôn. Thì đây chính là phần phrasal verb các bạn. Khi nào mà cái quyển sách mới của Stephen King. Rồi các bạn có biết ông này không? Rồi ông này là một cái người có cái khả năng đặc biệt các bạn. Ông ấy bị disable, bị tật ha. Tuy nhiên có khả năng đặc biệt. Rồi ở đây người ta hỏi chúng ta là bạn khi nào quyển sách của cái ông này không? Rồi bạn nào học lý thuyết ở trong cuốn sách này, bạn sẽ biết rằng chúng ta có cái từ come out, nó sẽ bằng với cái từ bring out và cái từ publish các bạn, nghĩa là xuất bản nha. Rồi thầy xin chúc mừng bạn nào chọn từ out nha. Rồi bạn Phạm Hợi, bạn Lê Minh Trí, Hiền Nguyễn nè, Nguyễn Linh và Viết Huy, Nguyễn Thảo, rồi Thì Linh, rồi và một số bạn khác nha. Bây giờ các bạn sẽ qua câu số 2. Nếu như mà bạn không trả cái hóa đơn, vì vậy họ sẽ cắt cái điện thoại của bạn. Rồi chúng ta đã học các bạn. Rồi các bạn có cái từ cắt nè. Rồi cắt gì các bạn? Rồi cắt dây điện thoại. Ở đây có nghĩa rằng cắt cái tín hiệu các bạn, cắt cái việc sử dụng, các bạn sẽ sử dụng cái từ cắt off nha. Rồi, có nghĩa là cắt đường điện thoại. Rồi, bạn nào chọn off thì xin chúc mừng bạn Nguyễn Thảo là Phạm Hợi. Bạn Lê Minh Trí và một số bạn làm nhanh trước đó nữa nha. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ qua câu tiếp theo các bạn. Câu số 13. Ở đây bạn có thể yêu cầu ông Jones để mà call me cái gì đó vào ngày hôm nay không? Thì theo nghĩa của câu, bạn sẽ hiểu rằng bạn có thể yêu cầu ông John để mà call nè các bạn. Rồi, ở đây là gọi lại nha. Rồi, bạn sẽ dùng cái từ back. Nó sẽ hợp nghĩa ở cái câu này. Rồi, thầy xin chúc mừng Lê Minh Trí nè, Phạm Hội, Nguyễn Thảo, Phạm Viết Huy. Rồi, vân vân. Rồi, bạn Park nha. Bây giờ chúng ta sẽ qua câu tiếp theo các bạn. Chúng ta sẽ qua câu số 14. Cái người phụ nữ đó các bạn, ở trên điện thoại á, bắt đầu là tôi. Vì vậy tôi hang. Rồi, ở đây bạn có cái từ hang hưng hưng các bạn, là treo á. Rồi, tuy nhiên gác máy các bạn, gác máy hay là cúp máy á, bạn sẽ dùng cái từ rồi hang up nha. Rồi, bạn dùng up đúng nè. Thầy thấy là Huy nè, Hội nè, Trí nè. Rồi, và một số bạn, rồi bạn Nguyễn Thảo nữa nha. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ qua câu số 15 các bạn. Là tôi thích để mà in cái email này, cái gì đó, điều này có thể không? Thì mấy bữa rằng, hôm qua các bạn, chúng ta đã học cái từ bring nè. Rồi chúng ta đã học là bring out, có nghĩa rằng in ra các bạn, in ra. Rồi, thầy xin chúc mừng Nguyễn Thảo nè. Rồi, bạn Minh Nguyệt ở câu trên nha. Rồi, bạn Nguyễn Linh. Rồi, Phạm Hợi, bạn Park. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ qua câu số 16 nè các bạn. Chúng ta sẽ qua câu số 16 nha. Tôi lót. Ở đây các bạn có cái từ lót ha. Hôm qua chúng ta đã học. Ở đây cái website này các bạn. Cái website ưa thích của tôi. Và bắt đầu đọc cái thông tin mới nhất. Lưu ý cho thầy, các bạn có cái từ latest các bạn. Latest là mới nhất nha. Không phải là cũ nhất. Rồi. Ở đây bạn dùng từ lót on nha. Rồi, có nghĩa rằng bạn đăng nhập, bạn nào dùng log on to cũng đúng nha, không sai. Thầy xin chúc mừng bạn Nguyễn Thảo nè. Rồi, rất nhiều bạn làm rất là nhanh nha. Rồi, bạn đã làm tới câu số 17 rồi. Bây giờ chúng ta sẽ qua câu số 17 các bạn. Bạn phải fill, ở đây là điền nè. Bạn phải điền vào một cái lá đơn nha. Rồi, để mà tham gia cuộc thi này. Ở đây bạn sẽ điền là fill in các bạn nha. Rồi chúng ta sẽ dùng fill in là điền vào lá thư. Rồi thầy thấy Thùy Linh nè, Nguyễn Thảo, rồi Nguyễn Đạt làm rất là nhanh, bạn Cảo nè, bạn Thái Thị, bạn Minh Trí, Nguyễn Linh nha, thì Nguyễn đúng. Câu số 18 nè các bạn, tôi đã hoàn thành đọc cái trang web, sau đó thì tôi log off các bạn. Log off có nghĩa là thoát ra,
và sau đó thì tôi đi xem TV. Rồi, bạn sẽ dùng log off các bạn nha. Bây giờ các bạn sẽ qua cái phần C này các bạn. Đây chính là phần viết câu không đổi nghĩa các bạn. Nó chính là một dạng viết câu không đổi nghĩa nha. Rồi, thầy xin chúc mừng bạn Phạm Hợi nè, Hiền Nghiễn nha. Rồi, Lê Minh Trí nha. Rồi, Hồ Thảo nè. Rồi, Minh Nguyệt, Nguyễn Linh. Rồi, Katie gửi tôi một cái tin nhắn nha. Rồi, Katie gửi tôi một cái tin nhắn. Tôi gì các bạn? Tôi nhận được. Rồi, tôi nhận được một cái tin nhắn từ Katie nha. Rồi, a text message. Rồi, message from Katie. Rồi, bạn nào viết như câu như thế này sẽ đúng nha. Ở đây là send someone something, là receive something from someone. Các bạn nhớ cho thầy cái cấu trúc này. Rồi, thầy xin chúc mừng bạn Nguyễn Thảo nè. Rồi, bây giờ các bạn sẽ qua câu số 20 nha. Rồi, Hồ Thảo đúng luôn. Rồi, Hồ Thảo đúng luôn. Phạm Hợi đúng luôn. Rồi, nó thì không có cần thiết nè các bạn. Để mà trả nè, để mà sử dụng cái điện thoại văn phòng. Thì hôm qua chúng ta đã học các bạn, ở đây là not necessary, nó thì không cần thiết. Thì bạn sẽ dùng là bạn không phải các bạn, you don't have to. Rồi, vài bữa nữa các bạn học cái unit tiếp theo các bạn. Lúc đó thì it was not necessary, thì chỗ này bạn sẽ sử dụng là you didn't have to. Rồi, hoặc là you needn't have had. Rồi, từ từ ha, ngữ pháp của chúng ta bắt đầu khó hơn rồi các bạn. Thầy xin chúc mừng Hồ Thảo nha. Hiền Nghiễn không có dùng haven to được nha. Rồi, bởi vì em có thể dùng haven. Tuy nhiên đó là cách dùng cũ. Từ have bây giờ nó được sao trong động từ chính. Rồi, chúng ta qua câu số 21 nha. Rồi, chúng ta qua câu số 21. Thì Mike thì có khả năng nè các bạn, để đọc và viết tiếng Nhật. Rồi, ở đây người ta cho các bạn là Mike. Rồi, Mike có thể nè các bạn. Rồi, có thể đọc rồi và viết rồi tiếng Nhật. Rồi, bạn nào viết như thế này sẽ đúng nha. Rồi, rất nhiều bạn đúng rồi. Bạn Huyền Nguyễn, bạn Nguyễn Thảo nè, bạn Cảo nè, Lara Phương, Nguyễn Linh, vân vân. Rồi, Cảo thấy từ vựng khó, Cảo cố gắng học cái xong cái desk B1 này nha em. Có rất nhiều cụm từ vựng và nếu như mà em không học desk 1 và em qua desk 2 em sẽ bị đuối nha. Em thấy rằng những cái cụm từ ở đây rất là hay nha. Hồi nãy chúng ta học các bạn, ở cái cụm từ rất là hay và nếu đọc sự thiếu sót, nếu mà các bạn bỏ qua. Tôi, nó thì không cần thiết nè các bạn. Rồi, ở đây các bạn gặp là wasn't necessary. Rồi, thì ở chỗ này bạn sẽ dùng quá khứ nha, là I didn't các bạn. I didn't. Rồi, I didn't have to nha. Rồi, I didn't have to buy a stamp. Rồi, hoặc là bạn có thể dùng là I didn't need nha. Rồi, đều đúng các bạn. Rồi, thầy xin chúc mừng bạn Nguyễn Linh nè. Rồi, Nguyễn Thảo nè. Rồi, bạn Park, bạn Huyền Nguyễn nha, là bạn Minh Nguyệt. Bây giờ các bạn sẽ qua câu số 23 các bạn. Nó thì có thể rằng cái email này từ Alex. Ở đây possible chính là my này các bạn. Thì ở câu này, cái email này các bạn, có thể nè, có thể. Rồi, ở đây, ở trên các bạn phải kiếm động từ. Các bạn nhìn trên nè, ở đây là is các bạn. Is, bạn biến thành V1, bạn bỏ vô đây. Might be. Rồi, from Alex nha. Rồi. Rồi, cái email này có thể từ Alex nha. Rồi, thì ở trong câu này, bạn chỉ cần, thầy thấy rất là nhiều bạn sử dụng bị động nè. Cái email này có lẽ từ Alex là đủ rồi nha. Cái email này có lẽ được gửi. Thì nếu như bạn dùng là được gửi, thì bạn được gửi bởi Alex, chứ bạn không có dùng cái từ các bạn nha. Còn nếu từ á thì bạn phải dùng một cái nơi các bạn. Bạn phải dùng cái nơi.
bạn dùng might be là đủ rồi nha. Rồi, bạn dùng might be là đủ rồi. Bây giờ các bạn qua câu số 24 nè các bạn. Rồi, thầy xin chúc mừng rất nhiều bạn đã làm đúng nha. Ở đây, câu số 24 là Jill miêu tả cái ngày nghỉ của cô ấy cho tôi. Rồi, ở đây là Jill mô tả cái ngày nghỉ của ấy cho tôi. Thì các bạn có cái từ told các bạn. Ở đây là Jill nè, told, rồi told me about có nghĩa là miêu tả nha. Rồi, bạn cứ làm xuyên học. Ở đây người ta có cái từ describe. Và ở dưới đây bạn học được cái phrasal verb là told someone about. Chính là describe này các bạn. Rồi, một số bạn bị rắc rối trong cái phrasal verb là bạn học chưa kỹ nha. Cứ theo từng bước một. Rồi, phải có chữ me vô các bạn nha. Phải có chữ me vô. Bạn không có chữ me vô, bạn sẽ làm câu của chúng ta không có hợp nghĩa các bạn. Phải có chữ me vô, các bạn lưu ý với thầy. Còn nếu không có chữ me á, bạn sẽ thấy rằng không biết nói với ai hết các bạn. Ở trên đây là tôi, chữ tôi này bạn bỏ không được nha. Rồi, những công ty không nên gọi người ta ở nhà để mà bán đồ. Rồi, ở đây là những công ty. Rồi, dùng cái từ của người ta trước các bạn là ought nè. Rồi, ought có nghĩa là suốt đó các bạn. Not nè, to. Bạn nào dùng ought, not to, thầy xin chúc mừng. Rồi, thầy thấy là thì Linh đúng rồi nè. Thì Linh, bạn Pop nè, bạn Nguyễn Thảo nè. Phạm Hợi, Phạm Viết Phi, Clara Phương, bạn Cảo nha. Rồi, bạn Nguyễn Linh. Bây giờ các bạn sẽ qua câu số 26 nè các bạn. Tôi hầu như là chắc chắn nè, cái điện thoại này bị hư bởi vì tôi không nghe được gì hết. Ở đây là chắc chắn luôn, có chứng cứ các bạn. Ở đây là có chứng cứ rất là rõ ràng. Rồi, có chứng cứ rất là rõ ràng. Có nghĩa rằng cái điện thoại này, rồi dùng từ must các bạn, bởi vì nó rất là chắc chắn. Must be broken. Rồi, chắc chắn là bị hư. Các bạn dùng must be cộng verb nha. Đây chính là bị động. Thầy xin chúc mừng Hiền Nguyễn nè, Lara Phương, bạn Park đúng câu trên nha. Rồi, Phạm Hội, Nguyễn Linh, Thì Linh. Rồi, Nguyễn Thảo. Bây giờ các bạn sẽ qua câu số 27 nha. Rồi, câu số 27, tôi không thể gì các bạn, cái chương trình. Vì vậy tôi mở cái tivi lên. Ở đây turn các bạn, turn up có nghĩa là vặn to lên. Rồi, vặn to lên có nghĩa rằng tôi không thể nghe nha. Và ở đây cái từ khuất này các bạn, cái từ khuất của chúng ta bạn phải sử dụng là khuất cộng với 1 là câu A. Câu số 28 các bạn. Rồi, phần này dễ thì làm nhanh để chúng ta qua phần khác nha. Anh của tôi viết nè, khi mà anh ta chỉ 3 tuổi thôi. Các bạn có cái từ was các bạn, một khả năng trong quá khứ, bạn chọn câu B nha. Đây chính là khả năng trong quá khứ các bạn. Tôi có thể sử dụng máy tính của bạn để kiểm tra email không? Khi mà bạn xin xỏ các bạn, xin xỏ hay mượn, xin phép thì phải lịch sự các bạn. Thì chữ này là lịch sự nhất nha. Rồi, chữ này là lịch sự nhất. Lịch sự nhì là chữ would và lịch sự ba cuối cùng các bạn là chữ can. Rồi, câu số 30 là giáo viên của tôi nghĩ nè, tôi ở đây là phải chú ý nhiều hơn trong lớp các bạn. Các bạn có từ to nè. Rồi, bạn sẽ sử dụng từ ought to nha. Rồi, tất cả các bài viết, bài văn các bạn, bài văn, bài viết nè, phải được nộp cho tôi trước thứ sáu, trễ nhất là trước thứ sáu. Thì ở trong câu 31 này các bạn thấy nè, câu này chính là câu thuộc dạng là câu ra lệnh các bạn. Rồi, câu yêu cầu, bạn phải dùng must nha, phải được nộp. Câu số 32, đó là các bạn, vì đó là cái điện thoại của tôi, cái của tôi thì bạc và đó là đen. Thì ý câu này nói rằng đó không thể nào, bởi vì có chứng cứ các bạn, có chứng cứ rất là rõ ràng, rất là rõ ràng và cụ thể nha. Bạn sẽ sử dụng cái từ can't, rồi, không phải nha. Tôi đã gửi những lá thư ngày hôm qua, vì vậy nó là các bạn, tới vào ngày mai. Thì câu số 33 này là câu khó nè các bạn. Bởi vì các bạn phải hiểu chỗ này bạn sẽ làm được nha. Nó cái gì đó vào ngày mai.
Thầy chắc rằng câu 33 một số bạn sẽ dùng can. Thầy nghĩ rằng một số bạn sẽ dùng can là không đúng nha. Thì chúng ta học các bạn, chúng ta học ở trong cái unit 21, cái từ should đây nè. Diễn tả một cái khả năng trong tương lai. It should get là nó sẽ đó các bạn. Nó một phần nào đó là chữ will đó nha. Rồi, bạn nào làm được đúng câu 33 rất là giỏi nha. Rồi, câu số 34 nữa các bạn. Did you phải trả để mà gửi cái kiện hàng lại không? Thì ở đây rõ ràng chỉ có từ have thôi các bạn, bởi vì ở đây là từ did nha. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ qua phần cuối cùng các bạn. Đây là chọn cái từ đúng. Rồi, đây là chọn cái từ đúng nha. Thầy thấy rất nhiều bạn đã chính xác nha. Rồi, bạn Phạm Hội nè, Nguyễn Linh, Nguyễn Thảo nè. Rồi, bạn Hiền Nguyễn với bạn Trí đang làm thơ nè. Rồi, bạn Cảo, bạn Park, bạn Lara Phương. Rất nhiều bạn đúng nha. Rồi, ở đây câu số 35 các bạn là did you write? Bạn có viết cho Irina cái gì đó, cái chuyến thăm của cô ấy mùa hè này không? Rồi, thì ở trong câu này các bạn đã học là write nè. Rồi, write to someone about something nha. Rồi, đây chính là một cái cấu trúc cơ bản các bạn. Còn câu số 36, bạn phải cái gì đó trên cái từ kế bên cái trang web này. Rồi, bạn phải cái gì đó trên cái từ next các bạn. Rồi, ý nói là đây, từ next này bỏ trong ngọt nha. Rồi, bạn phải cái gì đó trên cái từ next kế bên website này. Thì ở câu 36, các bạn có cái từ on này các bạn. Người ta gợi ý cho chúng ta, bạn sẽ dùng cái từ click nha, là bạn sẽ click vào. Rồi, 36B, thầy xin chúc mừng bạn Phạm Viết Huy nè, bạn Park nè, bạn Nguyễn Thảo nha, rồi bạn Nguyễn Linh, rồi bạn Hiền Nguyễn nè. Câu số 37 các bạn, tôi đã đọc về cái vụ tai nạn gì đó trên Internet. Bạn nói trên Internet, bạn dùng giới từ on nha. Rồi. Rồi, rất nhiều bạn đúng. Câu số 38 các bạn, xin vui lòng đừng có gì đó tôi khi mà tôi đang nói chuyện. Thì ở đây đừng phá vỡ, đừng phòng trống, đừng có dừng, đừng có ngắt lời. Bạn sẽ chọn cái từ interrupt nha, là ngắt lời các bạn. Rồi, ngắt lời. Rồi, thầy xin chúc mừng Clara Phương nè, Cảo nè, Nguyễn Linh, Nguyễn Thảo, Hiền Nguyễn nha. Rồi, Phạm Viết Huy. Khi bạn viết cái lá thư của bạn các bạn, hãy save, hãy lưu. Lưu cái gì các bạn? Lưu tờ giấy, lưu quyển vở, lưu file, lưu cái đường dây. Rồi, ý đây là lưu cái file trong cái tài liệu nha, my document. Tôi cuối cùng xoay sở để mà Simon này các bạn, để cho tôi mượn cái laptop của anh ta. Rồi, ở đây bạn có cái từ persuade là thuyết phục, make, say, allow. Thì rõ ràng bạn sẽ chọn cái từ thuyết phục nha. Rồi, câu 40, bạn chọn từ thuyết phục. Câu số 41 các bạn, thậm chí khi anh ta rất là giận nè, thì cha của tôi chưa bao giờ cái gì đó hoặc sử dụng cái ngôn ngữ đúng nè các bạn. Rồi, thì câu số 41 này, bạn sẽ chọn từ gì? Khi mà ba giận á, thì ba không bao giờ tell là nói các bạn, whisper là thì thầm, broadcast là tường thuật ha, hoặc là phát hình. Thì ở đây bạn sẽ chọn cái từ square, nghĩa là cầu nhau các bạn, cầu nhau hoặc là chửi nha. Rồi, chửi, chửi thề. Câu số 42, tôi không đọc cái tin nhắn cẩn thận, tôi chỉ glance. Rồi, chữ này các bạn, chữ này là nhìn, là liếc nha, là liếc qua nó thôi. Thì câu số 42 bạn sẽ chọn câu D, ý là liếc các bạn nha. Rồi, thầy xin chúc mừng bạn Hồ Thảo đúng nè, Lara Phương, bạn Cảo nha, bạn Park, Hiền Nguyễn nè. Rồi, rồi và rất nhiều bạn nha, bạn Lê Minh Trí, bạn Nguyễn Linh. Bây giờ chúng ta đã xong cái bài này các bạn, chúng ta xong cái phần review 7 nha. Bây giờ các bạn qua cái file progress test nè. Rồi, các bạn nên lấy một cây viết ra, sai chỗ nào các bạn đánh dấu nha, đánh dấu để mà các bạn biết rằng bạn sẽ làm được bao nhiêu điểm sau khi bạn đã học nửa cuốn sách nha.
Chúng ta tới Unit 21 các bạn, có nghĩa rằng bạn đã hoàn thành nửa quyển sách Destination B1 các bạn. Nửa sau của quyển sách thầy báo trước là không có dễ nha. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ làm câu số 1 rồi các bạn. Câu số 1. Khi mà bạn get to cái gì đó nè, bạn phải đưa cái vé và rời khỏi cái station là cái trạm nha. Rồi là cái trạm. Trạm tàu lửa hay trạm xe. Ở đây, câu A là địa điểm đến nè. Câu B là hải cảng các bạn. Câu C, hàng lưu niệm. Còn câu D là hộ chiếu. Ở đây bạn sẽ chọn câu A nha. Khi bạn đến cái địa điểm thì bạn phải đưa vé ra và rời khỏi cái trạm. Bây giờ các bạn sẽ qua câu tiếp theo. Cảo hỏi thầy là cái từ glance at có bằng look through không? Thì nó không bằng em nha. Bởi vì sao? Bởi vì cái từ glance at em, cái từ đó là liếc nhìn, cái từ đó theo mang nghĩa là xấu các bạn, mang nghĩa là xấu. Còn look through cũng nhìn sơ qua, nhưng mà mang không có mang nghĩa xấu em, nó mang nghĩa bình thường. Rồi bây giờ câu số 2, Brazil là các bạn, cà phê khắp nơi trên thế giới nha. Rồi khắp nơi trên thế giới, ở đây các bạn đầu tư yêu cầu xuất khẩu đủ tiền để làm gì đó, thì rõ ràng bạn sẽ chọn cái từ này thì nó mới hợp nghĩa các bạn. Thầy xin chúc mừng Lara Phương, bạn Cảo nha, bạn Võ Thị Ngọc Trà. Rồi đúng rồi. Câu số 3 các bạn, how do you cái gì đó score nè. Rồi bạn có cái từ interrupt, ngắt lời, thề thốt, đoán nè, phát âm. Chúng ta chọn phát âm các bạn. Rồi câu số 4 là chó là làm, chó là những cái động vật các bạn, rất gì đó nè, chúng luôn luôn ở bên cạnh các bạn. Thì ở đây các bạn có cái từ mental là thuộc về đầu óc nha, thuộc về thần kinh. Ở đây private là riêng tư, loyal là trung thành, và cái từ digital là kỹ thuật số. Rõ ràng bạn sẽ chọn câu 4 là câu C nha. Chúng ta hãy đi bơi các bạn, ngay khi chúng ta gì đó khách sạn. Ở đây các bạn có từ arrive, get nè, reach nè, meet nè. Rồi, chúng ta hãy đi bơi ngay khi chúng ta đến khách sạn các bạn. Cái từ reach này có nghĩa rằng vươn tới địa điểm các bạn nha. Còn nếu như bạn dùng cái câu A, bạn phải dùng cái từ at nữa các bạn. Rồi, bây giờ bạn sẽ qua câu số 6 nè các bạn. Bạn sẽ qua câu số 6 nha. Là bạn phải cái gì đó, hoặc là bạn sẽ không hiểu cái lời giải thích. Rồi, ở đây bạn phải tập trung liên hệ, xem xét, liên quan. Thì ở đây phải tập trung các bạn, bởi vì không thì sẽ không có hiểu cái sự giải thích này. Rồi, thầy thấy rất nhiều bạn làm chính xác nha. Rồi, câu số 7 các bạn, là có một chiếc xe lửa đang đến nè, đừng có đứng trên cái bờ các bạn, cái bờ hoặc cái g của cái property, có nghĩa rằng cái tài sản hoặc là cái khu vực, một cái khu vực rộng lớn các bạn. Còn link là nối ha, còn platform là giống như là nhà ga, sân ga các bạn, là platform nè. Rồi resort, bạn sẽ chọn câu C. Rồi bây giờ chúng ta sẽ qua câu số 8 các bạn. Rồi, Võ Thị Ngọc Trà, đúng rồi nha. Câu số 8 các bạn, tôi cái gì đó rất nhiều tiền trên cái thẻ tín dụng của tôi và tôi không biết là liệu tôi có thể trả lại nó không. Rồi, thì câu số 8 này, ở đây bạn có cái từ own. Rồi, một số bạn sẽ lộn cái từ này nè các bạn. Rồi, từ own dưới từ o nè. Rồi. Thì một từ các bạn với ý nghĩa rằng cái từ này là sở hữu nha. Còn cái từ này là nợ các bạn. Rồi bạn chọn nợ nha. Tôi nợ rất nhiều tiền ở cái thẻ tín dụng của tôi, tôi không biết để trả các bạn. Còn câu B là đạt được, câu C là tốn nha. Rồi bạn câu số 8 bạn chọn câu D. Rồi rất nhiều bạn đúng nha. Rồi bạn Hiền nè, bạn Đức Hùng, bạn Nguyễn Linh, bạn Cảo, Hồ Thảo vân vân. Bây giờ chúng ta sẽ qua cái bài tiếp theo các bạn. Đây là một dạng bài mà các bạn hay gặp trong các đề thi chuyên Anh và học sinh giỏi nha. Rồi,
dạng bài này không thể thiếu trong các đề thi chuyên học sinh giỏi, đó là bạn sẽ điền một cái từ phù hợp các bạn. Cái tựa đề của chúng ta là những cái vụ tai nạn mà may mắn nha. Rồi. Thỉnh thoảng các bạn. Thỉnh thoảng những nhà khoa học biết cái mà họ nè tìm kiếm nè các bạn, cho và họ tìm thấy nó. Rồi, thì câu số 9 này bạn chỉ có thể điền to be các bạn, bởi vì bạn có cái từ đây nè, bạn có từ đây, bạn có verb in, chỉ có thể là to be. Và vấn đề ở đây là hiện tại hay là quá khứ thì bạn dùng hiện tại nha. Bởi vì bạn quan sát thấy phía sau người ta dùng hiện tại các bạn. Rồi. Rồi chúng ta dùng từ A các bạn nha. Thầy xin chúc mừng bạn nào dùng từ A nha. Bạn Park, bạn Nguyễn Linh, bạn Lara, bạn Đức Hùng, bạn Hồ Thảo nha. Rồi bạn Cảo nè. Rồi bạn Phạm Viết Huy. Bạn Phạm Viết Huy. Rồi. Câu tiếp theo các bạn. Ở những cái lúc nào đó khác nè. Rồi những cái lúc đó khác thì mọi thứ, cái gì đó khám phá by accident. Thì ở đây bạn sẽ có by accident, có nghĩa rằng là by chance nha. Chúng ta đã học các bạn, có ý nghĩa rằng tình cờ. Rồi, thì ở một lúc nào đó mọi thứ sẽ được khám phá các bạn. Ở đây chúng ta sẽ dùng từ A. Chúng ta không có dùng tương lai được. Bạn nào dùng A đúng nha. Rồi, bạn nào dùng A đúng ở đây. Thì hai cái ví dụ nổi tiếng của cái điều này là trọng lực và penicillin các bạn. Rồi, Isaac Newton, cái gì đó đầu tiên sử dụng toán học để miêu tả trọng lực. Thì câu số 11, bạn thấy rõ ràng rằng Isaac Newton phẩy cái các bạn phía sau. Đầu tiên sử dụng thì chắc chắn rằng chúng ta sẽ dùng cái từ who các bạn nha. Rồi, chúng ta sẽ dùng từ who cho câu số 11. Rồi. Ở đây là Isaac Newton này các bạn, cái người mà đầu tiên sử dụng toán để mà miêu tả trọng lực nha. Rồi, miêu tả trọng lực. Thì đang ngồi này các bạn, đang ngồi cái gì đó, cái vườn của ông ấy. Rồi, ở đây đang ngồi cái gì đó trong cái vườn của ông ấy các bạn. Chúng ta sẽ dùng cái từ in nha. Rồi, khi đó ông ta thấy một quả táo rơi xuống các bạn. Rồi câu số 13, ở đây ông ta thấy một cái quả táo rơi xuống. Rồi, thì một người nào đó nói rằng nó đã rơi trên đầu của ông ấy các bạn. Rồi đau chết luôn. Rồi, điều này làm cho ông ấy nghĩ về việc tại sao, và ông ấy nhận ra, ông ấy giải thích nó bằng toán học. Rồi, thì ở câu số 14 các bạn, câu số 14 này, bạn thấy là bạn có cái từ he nè. He các bạn, ở đây là he, đây là V1 nha. Chỗ này bạn chỉ có thể điền là trạng từ hoặc modal verb. Ở đây chúng ta sẽ dùng cái modal verb các bạn. Chúng ta không dùng được trạng từ, bởi vì chúng ta phải biến nó thành quá khứ. Rồi, ở đây là ông ấy có thể giải thích được nha. Rồi, thầy xin chúc mừng bạn Park nè, bạn Hồ Thảo, Phạm Viết Huy, bạn Cảo nha. Rồi bạn Nguyễn Thảo, bạn Clara Phương. Rồi. Câu số 15 này các bạn là Alexander Fleming đã khám phá ra penicillin. Rồi. Gì đó là cái chất kháng sinh đầu tiên. Thì ở câu số 15 này các bạn, câu số 15 này bạn sẽ sử dụng cái từ cái mà. Rồi, cái mà. Bởi vì cái từ cái mà các bạn nó thay thế cho từ penicillin. Rồi, thầy xin chúc mừng Hiền Nguyễn nè. Rồi, Hiền Nguyễn nè, bạn Cảo nè, bạn Nguyễn Linh. Rồi, bạn Park, bạn Hồ Thảo nha, Phạm Viết Huy. Rồi, Đức Hùng. Rồi. Nó đã hoàn toàn thay đổi ngành y các bạn. Ông ấy đang làm việc gì đó, phòng thí nghiệm. Ở đây ông ấy đang làm việc trong phòng thí nghiệm, in các bạn nha. Khi đó thì ông ta thấy rằng một cái gì đó đã bắt đầu mọc ở trên
một trong những cái vật thí nghiệm của ông ấy. Thì câu số 17 các bạn, ở đây câu số 17 này là một câu khó ha. Bạn sẽ điền một cái từ, một cái trợ động từ, bởi vì bạn có danh từ nè, động từ chính. Ở đây chúng ta sẽ dùng từ have nha. Bạn nào dùng từ have thầy xin chúc mừng. Rồi. Rồi, bạn Nguyễn Linh nè, Nguyễn Linh, bạn Cảo, Hồ Thảo, Phạm Viết Huy, Hiền Nguyễn, Đức Hùng đã đúng nha. Thì ông ấy đã phân tích nó nè các bạn, và ông ấy đã nhận ra rằng nó cái gì đó rất là hữu ích. Rồi, nó có thể nha. Rồi, nó có thể là could các bạn. Có thể, rất là hữu ích, hoặc là would nha. Trong cái việc mà đấu tranh chống lại bệnh tật các bạn. Rồi, một lúc nào đó may mắn có thể là một cái điều tuyệt vời. Rồi, một lúc nào đó may mắn sẽ đem lại cho chúng ta rất là nhiều cái sự may thành công. Rồi, thầy xin chúc mừng bạn Park nè, bạn Lara, bạn Hồ Thảo, bạn Phạm Viết Huy, bạn Cảo nè, bạn Huyền Nguyễn nha. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ qua phần tiếp theo các bạn. Đây chính là phần viết câu nha. Rồi, nó là đây chính là phần viết câu không đổi nghĩa các bạn. Rồi. Thì máy tính của tôi không có hoạt động, vì vậy tôi không thể nào mà email cho bạn. Rồi, ở đây người ta cho chúng ta cái từ there's các bạn. Máy tính không hoạt động có nghĩa là there's có một thứ gì đó. Rồi, there's something các bạn. Và there's something wrong nha. Rồi, có một cái thứ gì đó mà không ổn với máy tính của tôi. Vì vậy, tôi không thể email cho các bạn được. Bạn nào dùng something wrong with là đúng nha. Rồi, thầy xin chúc mừng. Bạn would được nha. Rồi, would được em nha. Câu trên, ở đây là could cũng được mà would cũng được. Rồi, chỗ này, chữ would được luôn. Bởi vì hai chữ này sử dụng tương đồng các bạn. Rồi. Rồi, there's something wrong with nha. Có nghĩa rằng bị hư các bạn. Rồi các bạn lưu ý. Câu số 20 các bạn. Khi chúng tôi bắt đầu cái chuyến đi của chúng tôi hướng về những ngọn núi, mặt trời đang chiếu nè. Rồi, mặt trời đang chiếu nè các bạn. Rồi, khi mà chúng tôi cái gì đó hướng về ngọn núi, mặt trời đang chiếu, thì người ta đang kiểm tra các bạn á, là cái từ mà bắt đầu chuyến đi hướng về có nghĩa rằng bạn sẽ dùng cái từ gì. Rồi, ở đây bạn có từ of ha. Bạn sẽ dùng cái từ set of như trong lý thuyết người ta hướng dẫn chúng ta. Có nghĩa rằng khởi hành. Rồi, thầy xin chúc mừng Nguyễn Thảo, Huyền Nguyễn, Cảo nha, Lara Phương, rồi Đức Hùng. Rồi. Rồi, Nguyễn Linh. Nguyễn Linh câu Nguyễn Linh, người ta cho chúng ta chữ off nha em nha. Người ta cho chúng ta chữ off. Rồi, chữ off. Rồi, câu số 20 các bạn. Câu số 20, 21 là bạn có đề cập tới cái kế hoạch cho cái tuần cuối tuần này với Mark không? Rồi, ở đây có nghĩa rằng did you các bạn. Rồi, bạn dùng từ talk nè. Talk ai các bạn? Rồi, talk với talk to. Rồi, talk to someone nha. Rồi, talk to Mark nè. Rồi, về cái gì đó các bạn. About. Rồi, plans. Rồi, bạn nào viết như thế này sẽ đúng nha. Rồi. Câu số 20 các bạn. Các bạn không có cần cái từ our journey các bạn nha. Ở đây set up là khởi hành. Vậy là đủ rồi. Rồi, chúng ta khởi hành đủ rồi các bạn. Talk to Mark. Rồi, câu số 21 các bạn lưu ý cho thầy là các bạn không có cái này thì các bạn sẽ cái câu chúng ta nó không cùng nghĩa các bạn. Bởi vì bạn sẽ không có đề cập cái từ này. Không được nha. Rồi, bây giờ các bạn sẽ qua câu số 22. Tôi nghĩ chúng ta nên xây một cái rạp hát mới các bạn trong thị trấn. Rồi, chúng ta nên. Rồi, chúng ta nên các bạn. Nên xây, nên làm gì đó nha. Ở đây người ta cho các bạn cái từ favor, có nghĩa rằng am, in. Rồi, favor.
Ờ. Bạn nào dùng cái cụm này sẽ đúng nha. Rồi, bạn đã dùng được rất là giỏi nha. Rồi, thầy xin chúc mừng Đức Hùng nè, Hồ Thảo câu trên. Rồi, Clara Phương. Rồi, bạn Nguyễn Thảo nha, và một số bạn làm nhanh trước đó nha. Rồi, câu số 23 nè các bạn. Rồi, câu số 23 là bạn đã mất cái camera của Chiêu. Và tôi nghĩ rằng bạn nên nói xin lỗi. Rồi, cái từ apologize này các bạn, ở các đề thi chuyên Anh á, có cái từ apologize này rất là nhiều. Và cách xài nó như thế nào? Nhìn như vậy nhưng mà lại có một số bạn là xài không đúng nha. Apologize. Ở đây các bạn, ở đây, destination các bạn học vững á, các bạn làm cực kỳ tốt trong cái đề thi học sinh giỏi các bạn. Lưu ý cho thầy, apologize to someone. Rồi, to someone các bạn. For something. Rồi, lưu ý cho thầy nha. To các bạn. Rồi, to someone for something. Bạn mà không có không áp dụng công thức này sẽ sai. Và lưu ý cho thầy, nếu như to someone không có đề cập thì bạn sẽ thấy rằng apologize for nha. Rồi, bạn nào viết như trên như thầy mới đúng nha. Lưu ý nha, thầy mới nói rồi, phải có chữ for vô. Bạn là không có từ for là chật lấp nha. Thầy xin chúc mừng Nguyễn Thảo nè. Nguyễn Linh thiếu chữ nha. Rồi. Apologize to someone for. Rồi, bạn Đức Hùng đúng luôn. Rồi, bạn. Rồi, phải có chữ to cho thầy nha. Không có to là sai. Câu thứ 24 các bạn. Bạn đã bao giờ tham gia trong cái cuộc đua bơi chưa? Rồi, ở đây, have you ever, have you ever cộng V3 các bạn là taken. Bởi vì người ta cho các bạn từ part nha. Chúng ta có cái từ take part in là tham gia. Và ở đây bạn phải sử dụng là taken bởi vì các bạn có từ have. Rồi. Rồi, thầy xin chúc mừng bạn Park nè. Bạn Ngọc Trà nha. Rồi Ngọc Trà, mình có chữ in sẵn rồi, em ghi rồi không sao. Rồi Đức Hùng. Rồi. Câu tiếp theo các bạn, hãy bỏ bất cứ cái lỗi nào mà bạn làm. Sử dụng một cái rubber là cục gôm nha, eraser các bạn. Nếu bạn làm cái lỗi lầm, hãy xóa nó đi. Rồi, ở đây các bạn, rớp nè. Rồi, lưu ý cho thầy, trong trường hợp này, các bạn thêm từ đâm nha. Bạn không thêm từ đâm á, là bạn sai nha. Lưu ý, bạn phải điền cái từ đâm. Nếu bạn làm lỗi lầm, bạn hãy xóa chúng đi với một cục gôm. Có từ đâm nha, không có là không ổn các bạn nha. Rồi các bạn qua câu số 26 là các bạn. Xin vui lòng chơi cái đàn guitar yên lặng hơn. Rồi, ở đây các bạn có từ down nè, các bạn nghĩ ngay tới là vui lòng turn. Rồi, turn down là vặn nhỏ lại cái đàn guitar của bạn. Rồi. Rồi. Câu số 27 các bạn. Bao lâu mà Alice đã là bạn gái của Tony. Rồi. Bao lâu mà Alice đã là bạn gái của Tony. Thì câu số 27 này các bạn, người ta cho chúng ta từ out, người ta gợi ý cho chúng ta là bao lâu mà Alice đã đi chơi các bạn. Ở đây chúng ta sẽ dùng là go out, mà các bạn có từ been á, bạn biến nó thành verb in để cho nó ra hiện tại hoàn thành tiếp diễn nha, để cho ra thì không thôi nó sẽ sai. Rồi, go in out nha, bạn nào mà chọn là chữ gone là không đúng nha, bởi vì câu của bạn sẽ ra bị động các bạn, bị động á. Ở đây không có được đi chơi gì hết các bạn, ở đây đi chơi bình thường thôi. Rồi, câu số tiếp theo các bạn, thầy xin chúc mừng Nguyễn Thảo nè, Hiền Nguyễn nè. Rồi. Rồi, tí nữa thầy sẽ phân biệt part nha, tí nữa thầy sẽ phân biệt. Rồi, bạn Ngọc Trà đúng nè. Rồi. Rồi, go out. Rồi, đúng rồi các bạn, có từ with nha. Rồi, đi chơi với Tony. Câu số 28 này các bạn. Khi nào là cái lần cuối cùng mà bạn
nghe từ nitro các bạn. Ở đây khi nào nó là cái lần cuối cùng mà bạn cái gì đó nitro, thì ở đây các bạn có cái từ contact, chúng ta sẽ có là in nè các bạn, in contact nè các bạn, in contact with nha, là lần cuối cùng mà bạn liên lạc với. Ở chúng ta có keep in contact nè, rồi hay là get contact with. Ở đây một số bạn dùng cái từ hang out with ha. Bạn dùng từ hang out thì không đúng nha, bởi vì các bạn có cái từ were này các bạn. Thứ nhất là từ were nè, were mà hang nữa là không đúng. Và không đúng thứ hai là bạn chưa dùng cái từ contact này nha. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ qua cái phần tiếp theo các bạn. Đây chính là phần word form nha. Rồi, đây chính là phần word form. Rồi. In contact with. Rồi, thầy xin chúc mừng Nguyễn Linh nè. Nguyễn Linh. Rồi, bạn Cảo nha. Rồi. Ở đây là những cái tip các bạn. Những cái tip top là những cái tip rất là hay nha. Cho những cái người viết các bạn. Rồi, những cái tip đầu tiên, những tip quan trọng. Thì không ai trong chúng tôi, chúng ta thì thấy cái việc mà viết dễ dàng các bạn. Rồi. Khi mà bạn không thể xem cái người mà bạn khi mà bạn không thể gặp cái người mà bạn đang nói chuyện thì cái gì đó khó hơn. Rồi, thì cái việc mà giao tiếp các bạn thì khó hơn. Ở đây bạn sẽ cần cái chủ ngữ nha. Chúng ta dùng chủ ngữ ở đây là communication các bạn. Việc giao tiếp thì khó hơn. Thầy xin chúc mừng Park nè, bạn Cảo nha, bạn Huyền Nguyễn nè. Bạn phải cái gì đó để mà giao tiếp cái tin nhắn, cái tờ thông điệp của bạn một cách rõ ràng. Nhưng bạn làm điều đó bằng cách nào? Cái điều đầu tiên bạn phải nghĩ về là bạn đang viết cho ai. Thì câu số 30 bạn có cái từ be các bạn. Từ be bạn sẽ dùng một cái tính từ nha. Rồi, ở đây bạn sẽ sử dụng là tính từ careful các bạn. Rồi, tính từ là careful, cẩn thận. Thầy xin chúc mừng Nguyễn Linh nè, Clara Phương, Đức Hùng nha, bạn Park nè. Vậy thì bạn có thể làm một cái gì đó nè các bạn về how formal. Ở đây ý nói là cái mức độ trịnh trọng của bài viết của các bạn đó các bạn. Các bạn viết cho bạn của mình, hay bạn viết cho thầy cô, hay bạn viết cho một người mà bạn không biết tới luôn. Thì ở đây câu số 31, ở đây make a cộng danh từ các bạn là decision. Rồi, các bạn dùng cái từ decision. Bạn phải đưa ra quyết định về cái mức độ thân mật của lá thư mà nó có. Một lá thư cho một người bạn thì more like cái gì đó các bạn, tiếng Anh. Thì câu số 32 bạn sẽ dùng cái gì? Ở đây câu số 32 là dấu chấm các bạn. Rồi. Rồi câu số 32. Rồi không có dấu chấm các bạn. Rồi bạn sẽ điền từ gì đây? Người ta cho các bạn là cái từ speak ha. Ở đây bạn sẽ dùng là spoken English nha. Lưu ý cho thầy, khi mà người ta cho các bạn cái từ ngôn ngữ các bạn cứ spoken đi nha. Chúng ta có một số trường hợp các bạn dùng speaking được các bạn. Tuy nhiên cứ dùng spoken cho nó chắc. Rồi ở đây là giống như là tiếng Anh mà được nói các bạn nha. Lưu ý cho thầy, hồi nãy chúng ta đã gặp một câu giống như vậy đó. Vì vậy cái gì đó của bạn nè, nên trong cái viết của bạn. Rồi, cái gì đó trong cái phong cách viết của bạn. Trong khi một lá thư cho một cái người giám đốc thì rất là trịnh trọng. Thì câu số 33, rõ ràng các bạn sẽ cần điền một cái danh từ các bạn. Thì các bạn cần điền một cái danh từ. Thì ở đây các bạn có rất nhiều danh từ liên quan tới cái từ person này. Tuy nhiên ở đây bạn sẽ dùng là cái tính cách của bạn nha. Rồi ở đây là person. Rồi nality. Rồi cái tính cách, cái phong cách của bạn nên có trong bài viết của bạn. Rồi thầy xin chúc mừng bạn Đức Hùng, bạn Ngọc Trà, Huyền Nguyễn nha. Rồi bạn Nguyễn Linh. Rồi Nguyễn Linh không cần dùng số nhiều đâu Nguyễn Linh nha. Chúng ta dùng số ít thôi. Rồi bạn Phát Hồ Thảo nha. Rồi bạn Ngọc Trà.
bạn các bạn bạn cũng cần để mà nghĩ về cái loại điều nè, cái loại mà bạn đang viết tới này các bạn. Rồi thì cái ngôn ngữ này trong ví dụ như ngôn ngữ trong một câu chuyện á, thì bạn nên gì đó, thì trong một cái câu chuyện các bạn, trong cái câu chuyện thì bạn phải truyền tải cái thông tin. Thì ở trong câu số 34 này bạn có cái từ express nha, nên bày tỏ, thổ lộ. Rồi chúng ta dùng cái từ expressive các bạn nha. Rồi ship, bởi vì các bạn có cái từ be ở đây, chúng ta cần phải tính từ nên bày tỏ. Nhưng mà cái ngôn ngữ trong một cái báo cáo, trên một cái bài báo thì phải gì các bạn? Phải có nhiều thông tin. Ở đây các bạn có cái từ inform thì bạn sẽ dùng tính từ của cái từ inform là informative nha các bạn nha. Rồi, informative các bạn, phải có thông tin. Khi chúng ta viết các bạn, có nhiều thông tin. Khi mà bạn viết một cái bài luận trịnh trọng nè, để mà trình bày ý tưởng của bạn, hãy chắc chắn rằng cái gì đó đưa ra một cái ý tưởng chung. Thì ở câu 36 này, cái gì các bạn? Ở đây người ta cho các bạn từ introduce động từ, bạn sẽ dùng một cái danh từ là introduction với ý nghĩa là phần mở bài, phải đưa ra cái ý tưởng chung về chủ đề nha. Rồi, thầy xin chúc mừng bạn Park nè. Rồi, bạn Hồ Thảo nha. Rồi, bạn Ngọc Trà, Đức Hùng, Thuyền Nguyễn nè. Sau đó nè các bạn, in the, rồi, in the gì đây? Bạn nên tóm tắt lại ý tưởng của bạn. Thì rõ ràng cái phần kết bài. Phần kết bài bạn có là in the conclusion các bạn nha. Ở phần kết bài thì bạn nên tóm tắt cái ý tưởng của bạn. Rồi, nếu như bạn làm cái điều đó đúng nè, thì không có thứ gì có thể ngăn cản bạn để trở thành một cái nhà người viết rất là hay nha. Rồi, rồi bạn Nguyễn Linh đã đúng rồi nè. Rồi, La Lập Phương. Rồi, bây giờ đã là 10 giờ rồi các bạn. Bữa sau thì chúng ta sẽ điền, chúng ta sẽ làm cái phần tiếp theo, điền từ vào đoạn văn các bạn. Rồi chúng ta sẽ làm phần collocation, rồi vân vân. Rồi bây giờ đã là 10 giờ rồi, chúng ta sẽ dừng ở đây nha. Hồi nãy rồi, rồi bạn Đức Hùng dùng từ choice. Sorry, câu số 38 thầy chưa làm nha, thầy tưởng nó xong rồi các bạn. Rồi sorry các bạn, bạn phải đưa ra cái sự lựa chọn các bạn. Rồi ở đây bạn phải đưa ra cái sự lựa chọn nha, là choices các bạn, về cái mà bạn sẽ làm. Nếu như bạn làm điều đó thì không có thứ gì có thể ngăn cản bạn nha, trở thành người viết rất là hay. Chúng ta dùng cái từ choices các bạn nha. Rồi, một số bạn phải đi học cái môn khác, Trà ơi. Vì thế chúng ta dừng lại giờ này để các bạn, tất cả các bạn đều được đều theo dõi nha. Rồi, chúng ta ngừng hôm nay, bởi vì những bạn khác thì phải bận các bạn, bận học những cái môn khác. Vì vậy rằng chúng ta dừng cứ tới 10 giờ chúng ta nghỉ để các bạn học môn khác còn chuẩn bị bài nữa các bạn. Rồi hồi nãy có bạn hỏi thầy, rồi bye bye Nguyễn Thảo nha. Một số bạn hãy đi ngủ đi nha, hoặc là đi học bài. Rồi hồi nãy có bạn hỏi thầy là cái từ electric và cái từ electrical khác nhau chỗ nào. Rồi thì ở đây thầy sẽ giải thích nha. Cái từ electric các bạn, rồi bạn hãy nhìn trên đây, electric nha. Rồi nó liên quan tới điện nè các bạn. Rồi nó liên quan tới điện nha. Còn cái từ electrical nó liên quan thiết bị. Giờ bạn hãy xem nè. Ở đây là sử dụng tới điện nè các bạn. Sử dụng tới điện nè. Ở đây là using, sử dụng điện để mà lấy năng lượng. Lưu ý cho thầy. Rồi lưu ý cho thầy là cái gì đó, cái thiết bị nào đó mà sử dụng điện các bạn là electric nha. Còn ở đây nè, bạn sẽ xem cái từ electrical nè các bạn, thì nó chỉ liên quan tới điện thôi, nó không có sử dụng điện các bạn. Ở đây các bạn thấy nè, những dụng cụ điện tử, rồi hàng hóa điện tử, thiết bị điện tử là nói chung các bạn, nói chung
Rồi, chỉ là nói chung thôi. Ví dụ như cầu chì điện nè. Rồi, cầu chì điện mạch điện. Rồi. Rồi, chúng ta chỉ nói chung các bạn, nó không có liên quan tới cái việc sử dụng điện và cái từ electric này liên quan tới việc sử dụng điện nha. Rồi, xin chào tất cả các bạn nha. Bạn hỏi thầy là cái từ electric và cái từ electrical đó. Nếu như chưa hiểu thì hỏi báo thầy, thầy giải thích thêm nha. Còn nếu như bạn hiểu rồi thì chúng ta sẽ dừng tại đây và các bạn đi, các bạn cứ đi học bài hoặc đi ngủ nha. Rồi, thầy xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi nha. Rồi, thầy xin chào Huyền Nguyễn nha. Rồi, chúc Huyền Nguyễn ngủ ngon. Rồi, xin chào tất cả các bạn và bye bye tất cả các bạn. Rồi, chào Đức Hùng nè. Rồi. Rồi, thầy xin chào tất cả các bạn. Rồi, hẹn gặp các bạn vào ngày mai nha. Rồi, xin chào và tạm biệt.